dưới luôn, ăn xin được nữa. Rồi đây à? Triệu của kia. Này nhà có mấy cục thì cho đi bán. Em có mấy cục đẹp hơn này. Em chơi. Em cũng ở quê nhà này. Em biết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.